Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn Bình Gôn: anh có thể kể tên một vài con chip mát mẻ và có hiệu năng tốt trong tầm 4 đến 6 được không? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn em rất nhiều nha. Tầm này là phân khúc vàng rồi, có rất nhiều những con chip hiệu năng mạnh này mà mát mẻ, bởi vì đây là những cái con chip mới 1 đến 2 năm đổ về đây ha. Và đầu tiên trong tầm này đó chính là Snapdragon 7 lớp Gen 2 nha. Con này thì em có thể là tìm mua được trên những cái chiếc máy như kiểu là 12 Turbo này, tiếp theo nữa là GT Neo 5 SE. Và ưu điểm của con chip này thì nó cho tầm là 1,1 triệu điểm AnTuTu Benchmark, rất là mạnh nha. Đây con chip có thể nói là vô đối trong phân khúc 4 đến 5 triệu đồng hiện nay. Và con chip này thì sản xuất trên tiến trình 4 nanomet TSMC nên là nó cũng rất là mát mẻ, tiết kiệm pin, và em chiến game là không cần phải là dùng đến so lạnh hay này kia luôn ha, rất là ok. Con chip thứ hai rất tuyệt vời trong tầm này chính là con Snapdragon 8S Gen 3. Em có thể mua được trên Turbo 3 ở phân khúc tầm 6 củ ha. Và con này thì nó ngon hơn cái con 7 lớp Gen 2 nha. Và con này là chip mới đến từ Qualcomm, là cái bản rút gọn từ 8 Gen 2. Từ 8 Gen 3 chứ. Và con này thì hiệu năng nó cho tầm 1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark, tiến trình 4 nanomet TSMC nên là nó cũng cho khả năng chạy rất là mát mẻ, tiết kiệm pin, và em max setting tầm 4 đến 5 năm là dư sức nha. Ngoài ra con này thì còn trang bị trên con IQ Z9 Turbo ở phân khúc tầm cũng khoảng là nhích hơn 6 hoặc là tầm 6 củ nữa, nhưng mà em canh sale hoặc là em mua hàng lướt qua tay. Rồi con chip tiếp theo là Dimensity 8300 Ultra ở trên K70E thì phân khúc tầm 5 đến 6. Con chip này cũng 4 nanomet TSMC luôn, rất là mát mẻ ha. Và nó chính là con chip cạnh tranh với 7 lớp Gen 3 hay là 8X Gen 3, nên là hiệu năng nó thì 1,4 triệu điểm benchmark ha, max setting rất là nhiều game. Tiếp theo là con 7 lớp Gen 3 ở trên một số con như là Neo 6 SE đó, cũng rất là mạnh mẽ ha, và 1,4 triệu điểm benchmark cũng rất là mát này. Ngoài ra là vẫn có thêm nhiều con chip khác nữa ha, ví dụ như là Dimensity 8200 Ultra này, con này thì cũng không hề nóng, và trên một số những cái model cũ hồi năm ngoái. Tiếp theo nữa, nếu như em muốn rẻ nữa ấy, ở tầm 4 củ ấy, thì lấy Snap 870 nha. Con này thì vẫn hiệu năng ok và nó cũng không bị nóng, nhưng mà nó sẽ trang bị trên những cái model cũ cách đây 2-3 năm về trước. Câu hỏi đến từ bản quốc: anh Nam ơi, em muốn mua cho mẹ máy mới IQ Z9X này, Infinix Note 30, POVA 6 Neo, cam ổn, màn LCD phẳng, hay anh thấy máy nào ok hơn tài chính là tầm 4,2 triệu? Thực tế ra mà em mua cho mẹ xài thì hạn chế mua hàng xách tay nha. Tất nhiên là được thì vẫn được thôi. Nhưng mà đối với phụ huynh xài, chúng ta cứ ưu tiên hàng chính hãng để mà dễ dùng này, phần mềm full tiếng Việt không bị giới hạn, và quan trọng là bảo hành thì cũng rất là đơn giản. Và với cái tầm thực ra là 4 củ 2 là có rất nhiều những cái con chính hãng rồi, em có thể cân nhắc rồi ha. Và như em bàn phẳng đồ này kia thì có POVA 6 Neo, cái con này thì em thấy cũng khá là tuyệt vời đấy, pin 7000 mAh, loa kép, rồi là màn hình to, và con này thì phần mềm ổn định cũng như là về bảo hành là 13 tháng nha. Techno cũng đang là hãng mà phát triển ở thị trường Việt Nam thì con này quá là hợp lý cho nhu cầu phụ huynh rồi, thì em thấy nó đã khá là ok. Vì là phụ huynh cũng không phải là không phải phụ huynh nào đa số là cũng chơi game hay là gì hết ha, như lớp trẻ của chúng ta, nên cũng không cần cấu hình nó phải quá cao đâu. Anh nói thật ha, chỉ cần cấu hình con này với G99 Ultimate 8128 là cơ bản phụ huynh có thể xài tầm 3 đến 4 năm là được rồi nhé. Cũng rất là ok rồi nhé, thì em có thể là cân nhắc. Và cái con Infinix Note 30 thì nó vẫn rất ok. Thế là cái con anh đang có ở đây này, con này thì hiện tại đã được nâng lên Android 14 rồi, và nó có hẳn 8256, loa kép JBL, âm thanh to hay, thiết kế cũng khá là đẹp. Nhưng mà hãng này thì sẽ nhỏ hơn so với lại là Techno ha. Nhưng mà để nó xài 3 năm với cấu hình con này thì vẫn rất là dư sức. Tuy là hãng nhỏ nhưng mà tính ra vẫn là của Techno thôi, là hãng con của Techno vẫn là một tập đoàn lớn nha, tốt ở thế giới, và công nghệ họ cũng rất là ok, chứ không phải là hãng nhỏ là thua Samsung, thua Xiaomi đâu. Về đổ bền nó không hẳn đâu ha, công nghệ thế giới phẳng thì bây giờ là hãng nào là cũng như hãng nào hết rồi. Thì anh nghĩ là em có thể cân nhắc POVA 6 Neo và Note 30 là đủ rồi đấy.
À, và quan trọng là giá thành. Ví dụ như là Poco F6 Neo thì em canh sale thì chắc cũng phải tầm 4 củ, vì là con này cũng vừa mới ra mắt nên là giá nó chưa tối ưu. Còn Infinix Note 30 em canh sale thì tầm hơn 3 thôi là có thể là mua được rồi, những cái dịp sale giữa tháng, sale cuối tháng là em tiết kiệm cũng được gần 1 củ ha. Thì ok, em muốn tiết kiệm gần 1 củ để mà mua thêm ví dụ như là quần áo, rồi là giày dép, hay là tai nghe, loa Bluetooth, pin sạc dự phòng để mà tặng thêm cho mẹ, thì sẽ cân nhắc thêm khía cạnh này ha. Còn thực ra iQOO Z9 thì em vẫn mua phụ huynh được. À, con này em canh sale thì tầm 3,5, nhưng mà như anh nói là con này là hàng sách tay thì khó bảo hành này. Ví dụ như kiểu nếu như mà lỡ xảy ra vấn đề gì đó, kiểu hên xui thì chúng ta cũng không thể nói trước được với đồ điện tử nha. Vậy là phần mềm ít nhiều nó vẫn có lẫn một vài cái tiếng Trung, khu vực có tiếng Trung ha. Thì đó là những cái nhược điểm bất cập ở trên iQOO Z9X. Con này nếu như em mua cho em, mua cho thanh niên thì anh không bàn tới rồi. Không có vấn đề gì rồi, nhưng mà mua cho phụ huynh thì cũng nên cân nhắc. Câu hỏi đến từ bạn Huy Giang: K70e bây giờ có gặp vấn đề gì với các app nhập hàng hay quét NFC không anh? Vấn đề chậm thông báo thì chỉnh dễ thôi. Đúng ha. À, thực ra là mình thấy là cái bình luận của cái bản này là một trong những cái bình luận mà khá là chính xác đây này. À, chia sẻ luôn với các bạn ha. À, đối với điện thoại Android nói chung luôn đấy, đó, kể cả là máy chính hãng lẫn máy xách tay á, sẽ không có máy nào trễ thông báo, chỉ có là chúng ta có biết chỉnh hay không thôi, chúng ta có biết tinh chỉnh hay không. Chứ thực ra là nếu như chúng ta biết chỉnh thì hầu như là xài vô tư hết, kể cả là chính hãng hay là hãng xách tay. Còn nếu như mà không biết chỉnh ấy thì đôi khi máy chính hãng nó vẫn trễ, chứ không phải là ấy ha. Tại vì đây là cái cơ chế của hệ điều hành, một số những hệ điều hành tùy biến Android thì nó sẽ có cơ chế là tắt các app chạy ngầm để tiết kiệm pin, và từ đó thì nó sẽ làm giết đi cái thông báo. À, đó là một tính năng nhá, chứ không phải là lỗi đâu. À, chứ không phải là như Apple gọi là sọc màn nói là tính năng, nhưng mà cái này thực sự là như vậy đấy. À, trễ thông báo nó không phải là lỗi, nó là một tính năng. À, chúng ta biết cách tùy chỉnh cái tính năng này thì hầu như rất khó để mà trễ thông báo. À, đây là kinh nghiệm của mình ha, xài rất nhiều các dòng sách tay hay là chính hãng. Rồi, còn vấn đề K70E thì vấn đề app ngân hàng thì không gặp nha. À, NFC quét bình thường, và app ngân hàng thì nó cũng dùng rất là bình thường thôi. Những cái app ngân hàng nó chỉ bị lỗi nếu như mà kiểu máy đã unlock bootloader hoặc là úp một số những cái bản ROM cũ ấy. Đó, thì khi đó mới gọi là có khả năng bị lỗi với một số ngân hàng, không phải lỗi với tất cả, nhưng một số ngân hàng mà có cái bảo mật cao, kiểu như Vietcombank đồ này kia thì sẽ dễ bị lỗi. À, thì vấn đề này thì em có thể là yên tâm nhé. Câu hỏi đến từ bản One Dragon: nhu cầu máy chính chạy shipper thì nên mua Honor 90 Lite hay là Tecno Pova 6 Neo hay là Redmi Note 13? Máy chính mà lại còn chạy shipper nữa à? Ừ, thực ra là cái này thì chia sẻ của mình nhé. Mình sẽ thiên về, nếu như nam béo thì sẽ thiên về Tecno Pova 6 Neo, nó sẽ ok hơn. Tuy cái con Honor 90 Lite ấy, thì nó sẽ nhỉnh hơn ở một số điểm. À, như kiểu là về thương hiệu này, về bổ nhớ trong 256 này, về 5G này, về thiết kế này. À, nhưng mà con này thì pin nó có 4,500. À, và thực sự để nói mà pin 4,500 để mà chạy shipper á, thì không hẳn là nó không đủ, nhưng nó sẽ không phải là con số lý tưởng. À, với như ví dụ shipper chạy bình thường không nói, nhưng mà shipper mà bào cuốc á, từ sáng sớm đến tối, thì đây không phải là một con máy nó hợp lý ha. Và quan trọng hơn á, cái con hợp lý sẽ là Pova 6 Neo nha. Nó sẽ hợp lý nhất vì con này pin 7,000, màn to, rồi là 120Hz, có loa kép K108, cấu hình đủ để chạy ship luôn. À, thì con này có thể chạy ship từ sáng cho đến tối thì nó sẽ hợp lý hơn, nó phù hợp hơn. À, còn Redmi Note 13 thì ưu điểm nó là có màn hình AMOLED viền mỏng. À, thì nó sẽ là đẹp hơn này, quan sát ngoài trời tốt hơn này, nhưng mà con này pin cũng đủ để mà chạy ship. Tuy nhiên con này thì cấu hình thì nó con chip nó lại hơi thọt quá. À, nó chỉ là con 685 thì có thể nó sẽ bị lắc giật. Vì là Xiaomi thì tối ưu không tốt trên những con giá rẻ. Câu hỏi đến từ bạn Lê Tuấn Khôi: anh ơi, em đang cần tìm một con máy tầm 5-6 màn đẹp mượt mà, thiết kế ổn, không cần cấu hình cao nha, pin ổn để có thể làm máy phủ sao wifi cho máy chính em đang sử dụng này. Nếu hàng cũ em hy vọng là chính hãng, em mong được giải đáp, em xin cảm ơn. Ok em ha. Anh thấy là với nhu cầu này thì cũng không hẳn đã là quá cao, thì em có thể là cân nhắc. Với nhu cầu này thì anh thấy khá hợp lý với con Tecno Pova 6 nha. Con này thực sự là pin nó rất đâu luôn, 6000mAh sạc nhanh 70W, và anh test con này thì pin cực kỳ ấn tượng nha. Kể cả em làm máy phủ và em xa wifi cho máy chính thì con này nó vẫn đáp ứng được rất là ok. Và mức giá con này thì nếu như mà em mua kênh sale tối ưu thì nó rơi vào tầm đâu đó là 5 củ thôi ha, thậm chí là dưới 5 triệu đồng, và có màn đen.
mượt mà thì để nói mà mượt quá mượt thì cũng không hẳn, nhưng mà con này vẫn là một cấu hình ok nếu như tính phân khúc chính hãng ở trong cùng cái tầm giá. Và thiết kế con này cũng rất là ổn luôn, ở mặt lưng có đèn mắt anh hùng rất là đẹp RGB thì em vẫn có thể là cân nhắc con này. Câu hỏi đến từ bạn Nam Tiến Đạt: Xiaomi CV2 mua lại người dùng giá 3.9 triệu thì có nên mua không anh, nhu cầu chạy shipper? Thực ra là con này thì nó ngon, nó toàn diện đấy, vừa có cấu hình cao này, chip 7 Gen 1 thì con chip này nó như kiểu là con 870 mượt mà ha, và CV2 thì nó thuộc dòng gọi là cận cao cấp nên là camera con này đầu tư nhá, cam chính chụp đẹp và cam selfie con này là hai ống kính selfie 32 megapixel cam selfie kép ấy. Có selfie góc rộng, có đèn LED trở sáng rất là ok. Cũng như là con này có pin 4.5 và sạc nhanh 67W. Để nói mua lại người dùng thì nếu như đảm bảo máy vẫn còn zin đẹp ấy, hình thức tầm 98-99% thì vẫn rất là ok, không có vấn đề gì hết. Giá này cơ bản nó cũng tốt, chạy ship cũng được, và ngoài chạy ship ra còn phục vụ nhu cầu giải trí, chơi game hay là chụp ảnh thì con này vẫn đáp ứng được ha. Nhưng mà chủ yếu là mức giá này là cái bản 8128 cũng được, mà 8256 thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà quan trọng máy còn zin đẹp thì ok ha, với mức giá này không có vấn đề gì. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.